Yêu mình anh được không? Trước mắt mọi người đó chính là ốc tiêu 957, một trong những siêu phẩm mà khét tiếng. Có ốc tiêu mới có ngọc rồng. Ngọc rồng online.com, không chơi là mày ngu. Xin chào anh em. Thì hôm nay mình sẽ trải nghiệm mọi người đó là hai set trực đánh 7 sao đại chiến con đường rắn độc, cũng như mình có chuẩn bị một set đó là né đòn 7 sao để thử coi mình đại chiến với Nadix với Karik trong map 110 thử coi như thế nào. Liệu nó có né không hả anh em? Thực sự là khó có thể hiểu được, khó có thể thở được. Thì cố gắng hết sức để thực hiện một màn clip màn nhàn cho anh em xem. Thì hiện tại cặp số 1 sao là admin vừa mới cập nhật gọi là sáng nay về cái việc mà mở cặp số 1 sao nhận được cái gì. Nhưng mà hiện tại là mở vẫn chưa được anh em nhá. Mình đã thử mở rồi, mình có sẵn 10 viên mình thử mở rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu với con đường rắn độc với ốc tiêu. Và mình sẽ có đó là hai đại tá để hỗ trợ thêm. Cảm ơn Vũ Huy Anh rất nhiều đã có một thằng bé đi hỗ trợ mình. Đó là ghét với xây ra bá đạo đi theo để trói và hỗ trợ cho mình. Thì ở đây là mọi người thấy rằng ốc tiêu đang đại chiến với rất nhiều quái. Để trước khi tới với gặp Nadix với Karik, mình sẽ mang set né đòn để chơi với nó. Thử coi set né đòn liệu có tác dụng với boss không. Và nếu có tác dụng với boss thì thực sự đó là một điều tuyệt vời. Đó là một điều tuyệt vời với coi ốc tiêu. Không uổng công mình cố gắng, mình mới chuẩn bị một món hút anh em ạ. Và bây giờ kêu anh em tự sát, mình sẽ tua nhanh để cho anh em xem nó cực kỳ gây cấn hơn. Trước mặt chúng ta đó là Tauborine, một trong những phiên bản nâng cấp của Tauborine, rất trâu bò và rất mạnh. Quỷ mập cũng là con boss không thể thiếu được. Cái việc mà mở cáp suốt 1 sao được đồ như admin nói thì có lợi gì cho anh em và có hại gì cho anh em thì mình sẽ nói ở một clip sau nhá. Vâng, trước mặt chúng ta đó chính là set né đòn và bây giờ mình sẽ đại chiến với Nadix. Set né đòn đại chiến Nadix. Liệu có thể né đòn được không đây anh em? Vâng, như vậy là có thể né được. Mình đã thấy hút đến từ ốc tiêu. Vậy nó rất cực kỳ là vui và hấp dẫn luôn anh em ạ. Mình đi cái này lấy phiếu giảm giá để có thể mua Shinmato. Rất nhiều anh em yêu cầu là Shinmato cộng set né 7 sao rồi. Vâng, và mọi người có thể thấy rằng mình né rất nhiều, hụt rất nhiều anh em ơi, rất tuyệt vời. Đúng là tuyệt vời, đây mới gọi là đẳng cấp của set né này. Đi với Nadix mà không chết anh em ạ, không cần bật khiêng luôn. Không đủ HP luôn anh em. Rất là đẳng cấp, tí nữa đại chiến với Karik mới giữ được anh em ạ, mạnh được. Hy vọng rằng đây sẽ là một gọi là điều kiện khá là hợp lý đối với việc mang set né đến người mà vẫn có thể chống lại được Nadix. Né liên tục anh em ạ, mặc dù chưa 100% né nhá. Mới hạ xong Nadix anh em ạ, solo luôn, vô tư anh em ơi, vô tư thẳng thắn luôn anh em ạ, vô tư luôn, mang set né trên người, đéo sợ boss nào nữa rồi anh em ơi. Rất là tuyệt vời. Và bây giờ Karik là một con boss mà không ai có thể solo được. Và bây giờ mình sẽ chứng minh điều đó. Mình sẽ cho anh em xem được set né đòn sẽ như thế nào đây. Và trước mặt chúng ta đó là Karik. Nó đang bị lag trói mọi người ơi. Đợi nó hết trói thì coi nó dồn đam vào mình. Con Nadix đập vâng rất nhiều bắn. Một bắn như vậy là đảm bảo chết một người, 5 triệu HP luôn á. Rất là mạnh luôn mà mình né được, hoàn toàn né được luôn. Trước mặt mọi người đó chính là ốc tiêu, xem rất màn nhàn với cái set né vừa rồi. Anh em có thể thấy rằng một boss Karik cực kỳ mạnh. Phải nói rằng là boss cũng mạnh nhất nhì game rồi. Một boss mạnh nhất nhì game mà bắn mình không ăn thua mọi người ạ. Toàn hụt thôi, mặc dù đam của mình rất bé anh em, đam của mình là bé. Nếu như mà mình không mang set né mà mình mang đồ bình thường với lại một đến hai món hút 6 sao thì không thể nào thắng được Karik. Trừ khi là có người trói lại, mình bem liên tục thì có thể thắng được. Rồi chuyện đó là quá bình thường rồi. Nhưng mà về cái vấn đề solo 1-1 như thế này thì thực sự mình đang chứng minh cho anh em thấy được rằng rất tuyệt vời. Cứ trung bình là mình đánh được nó tầm 20-30 triệu HP mình mới chết một lần. Tại vì set né của mình cũng chưa tới 100% nữa anh em ạ. Đó là Karik rất tuyệt vời. Nó dồn đam là cực kỳ kinh anh em nhá. 3-4 triệu HP một lần choáng bắn là bình thường. Mình sẽ cho anh em xem này. Nó choáng bắn là chuyện bình thường đó. Nó đánh liên tục và mình đó là né. Quá đẳng cấp. Set né. Sướng. Sau cái đợt này ắt hẳn là nhiều anh em làm set né tại một sao bây giờ rẻ rồi. Làm set né PK phê lắm. Chưa thấy thằng nào làm. Ngu lạ, ngu dốt, ngu dốt. Chưa thấy thằng nào làm, đi PK cực kỳ phê luôn mà viên một sao bây giờ có bao nhiêu? 8-90 ngàn, 100 ngàn à, là căng à. Làm set né đòn tính ra nó cũng rẻ anh em ạ. Làm set né 7 sao như mình chơi phê PK quá đã. Đi boss Karik ném quá phê luôn. Anh em xem là Karik nó choáng nó ném. Vâng. Anh em thấy không? Nó né kinh luôn. Gọi là nó ném bao nhiêu thứ. Anh em thấy mình gần hết máu chưa? Thấy mình gần hết máu chưa? Mà không chết được, không bao giờ chết được. Nó khó chết. Đẳng cấp của set né nó ở chỗ đó đó. Quá đẳng cấp luôn á. Bây giờ mà ước gì gọi là gọi rồng thần một sao có thể ước được 2% né đòn rồi. Mình gọi 10 bộ thêm 20% né đòn nữa. Tuyệt vời, mình cũng đang mong chờ điều đó từ admin. Đó là gọi ngọc rồng một sao có thể ước được 2% né đòn. Chứ không phải 2% chí mạng. Đó mới là điều mình cần thiết. Rất tuyệt vời. Thì bây giờ mình sẽ gọi xây ra bá đạo với lại OO Get lại hỗ trợ mình để mình mang một set 7 sao sức đánh vào đánh cho nhanh anh em ạ. Một set 7 sao sức đánh thì nó sẽ
gọi là góp phần tăng thêm sức mạnh cho mình và BM cực kỳ nhanh. Đó là cái đẳng cấp trên Amex của mình. Đó anh em thấy không? BM 2 triệu 9 kìa. BM 2 triệu 7, 2 triệu 9 không? Thì đấy là sơ sơ về đi đi map lấy phiếu giảm giá. Bây giờ mình sẽ đi xong con này mình lấy phiếu giảm giá mình mua Sinbato. Thường thường tụi nó làm đó là đi con đường rắn độc một clip rồi test Sinbato một clip, nhưng mà mình sẽ làm hai thứ trong một để cho anh em xem clip đỡ phí thời gian của anh em cũng như là xem cho nó sướng anh em ạ. Thì bây giờ là mình sẽ dùng ngọc hồng nhá, mình dùng ngọc hồng để mua. Nói chung ngọc thì mình có rất nhiều, nhưng mà tại vì sao mình không mua luôn cái 2k ngọc mà mình phải đi lấy phiếu giảm giá, như vậy còn gọi gì là ốc tiêu nữa. Thì thứ nhất là mình test cho anh em xem cái con đường rắn độc thì mình có không tiết ngọc của anh em. Cái thứ hai là tự nhiên tiết kiệm được 1k6 ngọc, ngu gì ông chơi. Nó phải hợp lý một tí anh em ạ. Cái gì nó phải hợp lý một tí, đừng chơi ngu quá. 1k6 ngọc tiết kiệm không không này. Tiết kiệm không không mà mất có tí thời gian của anh em mà anh em không biết đường nhẫn nại mà tiết kiệm thì chịu rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phối hợp set né với lại Sinbato, đó là một set né 7 sao rất tuyệt vời, cái set mà gọi là duy nhất, đại địa chấn duy nhất luôn. Phối hợp với lại Sinbato. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người trước mặt của chúng ta đó chính là Polikit, trái đất trùng sức đánh của 9 server. Cao lắm là bằng Polikit thôi, không ai có thể hơn được sức đánh Polikit. Đó là đẳng cấp của coi ốc tiêu. Thì mình mỗi hành tinh là mình sẽ chơi đó, xây ra có cảnh sát coi, trái đất có. Bữa có người hỏi cảnh sát coi mà em mua giá cao anh có bán không? Không. Không là không, không bán là không bán. Nó bảo không bán để chơi. Mặc dù mình ít khi chơi lắm anh em, ít khi chơi nhưng mà vẫn để chơi. Bây giờ nhá, mọi người có thể thấy rằng là ốc tiêu bây giờ chỉ có rất là mong manh sẽ vỡ 1 triệu 4 HP thôi. Bây giờ mình sẽ test cho anh em xem. Vàng hụt này, 2 này, 3 hụt này, 4 hụt này, 5 hụt này, 6 hụt, 7 hụt, 8 hụt, 9 hụt, 10 hụt, 11, 12 hụt. 12 cái thứ 13 bị trúng anh em. Mà ốc tiêu chưa ăn bổ huyết với giáp sen nha. Ốc tiêu mà ăn bổ huyết với giáp sen, không khéo Polikit solo thua đó. Đây là Polikit của trùm trái đất. Vấn đề ở chỗ là nó là trùm trái đất. Mặc dù chưa ăn bổ huyết, chưa ăn giáp sen, thì cái hạt này nó cũng thế nhá. Cái hạt này nó mới tháo giáp 3 ra thôi, là chưa ăn bổ huyết, chưa ăn giáp sen gì hết. Nãy là 13 cái mới trúng được một cái. 1 này, 2. Vâng, như vậy là cái thứ 3 là trúng rồi. Nói chung nó cũng hết xui lắm anh em ạ. Nó cũng hết xui lắm, nhưng rất là tuyệt vời. Thực sự là set né mình chơi vẫn phê. Thực sự set né chơi vẫn phê anh em ạ. Mình mát hết mẹ né rồi. Nếu như mà bộ 1 sao mà có thể gọi né đòn thì tuyệt vời. Ví dụ bộ 1 sao mà gọi được né đòn thì mỗi bộ 1 sao là gọi được 200 né đòn. Xong rồi một ạc chỉ gọi được 10 bộ thôi. Như vậy là nếu như mà ạc nào cũng có 20% né đòn DBK thì gọi là mặc định là ghê luôn. 2 này, 3, ôi 3 trúng rồi, 4 này, 1 này, 2, 3 này, 4 này, 5, 5 cái trúng một cái. Nãy cái đầu tiên trúng 13 cái. 13 cái nó mới đẳng cấp anh em ạ. 13 cái nó mới đẳng cấp. Lại cái nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cái mới trúng một cái. Quá tuyệt. 1, 2, 3. Ủa cái trúng rồi. Ui giời ơi, nói chung là né cũng phê anh em ạ. Né cũng tuyệt vời. Giờ mình sẽ cầm Polikit về để mình solo với anh Namex. Nói chung là về Namex với xây ra như kiếm thẳng mà solo lại mình như khó lắm. Đây giết anh chúng cái. Giết anh cái, đúng rồi giết anh cái. Trời ơi mấy thằng này để đánh mình không ăn thua. Nói chung là nhìn sơ qua tương quan về lực lượng so sánh giữa Sinbato với Zardat thì mình thấy Sinbato với Zardat cũng ngang kèo nhau thôi anh em ạ. Cũng ngang kèo nhau thôi. Ra đi anh té cái. Ra đi anh té cái, ra đi anh té cái. Anh đang bận. Rồi, mình sẽ test cho mọi người xem được coi cái Zardat mang vào như thế nào. Thực sự là nhiều anh em kêu là Sinbato là có lợi hơn Zardat, nhưng mà Zardat có thêm 10% né đòn, còn Sinbato thì không có. Nhưng mà bù lại là Sinbato là nó sẽ gây hụt những người gọi là gây phân tâm á, là đánh bị hụt đấy anh em. 1 này, 2 đang mang Zardat nhé mọi người. 3 này, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cái này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9, 10, 10, 11, 12, 13. Vâng, như vậy là cũng ngang kèo nhau anh em. Như vậy là nếu như mà mình mang set né 7 sao trên người rồi mang Sinbato hoặc là mang Zardat cũng có ngang kèo nhau thôi. Nhưng mà mình nghĩ là cải trang thành Sinbato gây đánh hụt cho mọi người ở gần. Cái này mà solo nhóm á, tức có nghĩa là hiện tại là mình đang một mình nhá. Nhưng mà nếu như mà một mình đi ngọc trồng sao đen solo với 10 thằng, hay là một mình solo với 10 con boss, hay là một mình sau này nó sẽ ra boss mà thí dụ 10 con boss đều mạnh như Karik, thì mình sẽ phải mang Sinbato, tại vì nó sẽ gây hụt cho mọi người ở gần. Đó, nó gây hụt tập thể luôn. Còn cái đang ra đát nó gây hụt cho cá nhân mình nữa. Thì nói chung là hai cái này nó cũng ngang kèo nhau thôi. Rất nhiều anh em kêu mình test Sinbato rồi.
thì thực sự là nó cũng ngang kèo nhau, như anh em đã thấy nãy giờ mình test nó cũng ngang kèo nhau thôi, không có gì quá hơn nổi bật, quá nổi bật đi, hay là bất tử đánh không chết đi. Thực sự nếu bây giờ mình đánh bất tử không chết thì bá đạo thực sự luôn. Thì tại vì sao mà mình không thể bất tử mặc dù mình gần 100 năm, như vậy là quá mạnh anh em. Tại vì bây giờ mọi người có thể thấy được rằng là mình đang mang trên người đó là 1 này, 2, 3, 4, 5, 6 món 7 sao. Thì ở đây mọi người có thể tính được là 6 nhân cho 14 là 84, cộng với 10 năm né đòn từ giáp là 94 rồi. 94 thì trung bình là tầm 8 đến 10 cái là hụt một cái. Game nó như thế. Hồi nãy có cái 13 cái mới trúng một cái, anh em thấy không? Như vậy thì Polykit tuổi gì mà đòi solo với ốc tiêu nữa đúng không? Rất tuyệt vời. Thực sự bây giờ nếu như mà ra đầu 8 sao thì chắc chắn luôn mình là người bất tử. Cảm ơn tất cả anh em đã xem clip này. Đừng quên like và subscribe cho kênh YouTube Còi Ốc Tiêu 957. Clip ngày hôm nay thì mình đi con đường rắn độc, lấy phiếu giảm giá cũng như test cho anh em xem con đường rắn độc có tác dụng Narik Karik, có tác dụng gì với trên đòn, và như vậy là nó có tác dụng. Đồng thời test cho anh em Sinbato so với kẻ đang ra đát. Tuyệt vời. Clip ở đây mình có 10 viên 10 viên capsule 1 sao, thì 10 viên này mình gọi bằng 10 viên ở 10 bộ 1 sao. Anh em nào mua bộ 1 sao 9 server liên hệ lên shop coi ốc tiêu 97.com nhé. Shop coi ốc tiêu 97.com có bán bộ 1 sao 9 server nhá.